Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Trung Lùng FYI của mình. Hôm nay mình sẽ nói về linh vật chính thức của SEA Games 31 và ASEAN Paragame 11. Nếu lần đầu nhìn vào hình ảnh này, nhiều bạn sẽ nghĩ đây là con trâu, con hươu, con nai hoặc là con sơn dương, chứ ít ai biết đó là một con sao la. Vậy tại sao sao la lại được chọn làm linh vật chính thức của kỳ SEA Games 31 và ASEAN Paragame 11? Các bạn cùng theo dõi video với mình nhé. Sao la có tên khoa học là Pseudorhynchus, hay còn gọi là kỳ lân của châu Á, một trong những loài thú quý hiếm nhất trên thế giới, được những nhà bảo tồn Đông Nam Á xem là một báu vật có nguy cơ tuyệt chủng, được xếp hạng ở mức nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thế giới và sách đỏ của Việt Nam. Sao la có tên gọi khác là bò vũ quang, nó khá giống với con sơn dương thuộc phân họ trâu bò. Sao la trưởng thành có chiều dài khoảng 1,3 đến 1,5 m, cao 0,9 m, có trọng lượng khoảng từ 80 đến 120 kg. Sao la có bộ lông màu nâu sẫm, các đốm trắng ở trên mặt. Con đực và con cá đều có sừng. Sừng sao la rộng, dài và mảnh dẻ, hướng thẳng về phía sau, có thể dài đến 51 cm. Sao la sống ở rừng núi hẻo lánh gần các con suối trên độ cao 200 đến 600 m so với mực nước biển. Vào mùa đông, sao la sẽ di cư xuống những vùng đất thấp hơn để tránh rét. Thời gian sinh sản của sao la vào khoảng tháng 5 đầu tháng 6. Vào năm 1992, sao la lần đầu tiên được phát hiện trên thế giới tại Việt Nam. Cụ thể là sao la được phát hiện khi các nhà khoa học thuộc Bộ Lâm nghiệp Việt Nam, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên đang khảo sát và nghiên cứu tại vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Sao la sinh sống chủ yếu ở vùng núi rừng hẻo lánh ở dãy Trường Sơn gần biên giới Việt Nam và Lào. Ở Việt Nam, sao la phân bố ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Sao la được phát hiện gần đây nhất vào ngày 7 tháng 9 năm 2013 tại Quảng Nam, thông qua camera của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế và Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam lắp đặt tại khu rừng hẻo lánh thuộc dãy Trường Sơn. Việt Nam có hai khu bảo tồn sao la tại Quảng Nam và Huế. Hai khu bảo tồn này kết hợp với vườn quốc gia Xe Sáp của Lào tạo thành một hành lang sinh thái rộng lớn nhằm bảo vệ sao la cũng như các động vật quý hiếm ở đây tốt hơn. Vào ngày 9 tháng 7 năm 2016, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên tại Việt Nam đã lấy ngày 9 tháng 7 hàng năm là ngày quốc tế sao la nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của mọi người về sự quý hiếm cần được bảo vệ của giống loài sao la. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2020, Tổng cục Thể dục Thể thao đã chọn tác phẩm Sao la của tác giả Ngô Xuân Khôi làm linh vật chính thức và tác phẩm Cánh chim bay lên bằng tay chữ V của tác giả Hoàng Xuân Hiếu, giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Huế, làm logo chính thức cho SEA Games 31 và ASEAN Paragame 11. Việc lựa chọn sao la làm linh vật cho SEA Games 31 và ASEAN Paragame 11 vì các lý do như sau. Thứ nhất, theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới, đây là một trong những phát hiện về động vật quan trọng nhất thế kỷ 20, mang ý nghĩa lịch sử đối với ngành khoa học vì trong suốt 100 năm trước đó chỉ có tổng cộng 5 loài thú lớn được phát hiện. Với sự bí ẩn, quý hiếm và độc đáo, sao la là một trong những loài được chú trọng bảo tồn nhất trên thế giới. Thứ hai, sao la đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì thói quen sử dụng bẫy bừa bãi của các thợ săn, làm cho cá thể của sao la đã ít nay càng ít hơn. Và cuối cùng, khu vực rừng nguyên sinh trên dãy Trường Sơn là nơi có hệ sinh thái động thực vật rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, khu vực này đang bị xâm lấn nghiêm trọng do tình trạng khai thác gỗ trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng các đập thủy điện, vân vân. Bảo vệ sao la cũng chính là bảo vệ ngôi nhà chung cho các giống loài động thực vật tại khu vực rừng Trường Sơn. Thông qua hình ảnh của linh vật, sao la sẽ biết đến rộng rãi hơn trên khắp thế giới thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như TV, mạng xã hội, báo chí, vân vân, tăng tính nhận thức và hiểu biết của mọi người về giống loài sao la, một giống loài sắp bị tuyệt chủng và cần được bảo vệ khẩn cấp. Bên cạnh đó là nâng cao ý thức bảo vệ rừng, hệ sinh thái động thực vật dọc dãy Trường Sơn nói riêng và rừng trên khắp Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, hình ảnh linh vật sao la được chọn được cho là quá đơn điệu về dễ thương, không thể hiện tính thể thao. Hashtag #RerawSaoLa đang bùng nổ trên khắp mạng xã hội. Nhiều hình ảnh rất đẹp, rất thể thao được các bạn trẻ thể hiện lại rất cá tính. Tuy nhiên, với mình thì nếu là linh vật thì phải dễ thương một chút, sau này có làm búp bê bằng bông thì cũng sẽ đẹp hơn. Đó là ý kiến của mình, còn các bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Nếu các bạn phát hiện cá thể sao la nào đang được nuôi nhốt hoặc bắt giữ trái phép, xin hãy liên hệ cơ quan chức năng gần nhất để bảo vệ giống loài sao la khỏi nguy cơ tuyệt chủng nhé. Tất cả những thông tin về sao la mình tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet, Google, Wikipedia. Nếu có gì sai sót hay thiếu sót, các bạn hãy để lại comment để cho mọi người cùng biết với nhé. Nhớ like, share và subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.